Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV và Cục Đường bộ Việt Nam triển khai thu phí không dừng tại các cảng hàng không sân bay. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam và các cơ quan đơn vị liên quan, căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại thông báo số 68 ngày 27 tháng 2 năm 2024, khẩn trương triển khai dịch vụ thu phí điện tử không dừng tại các cảng hàng không, sân bay, đảm bảo tiến độ công khai minh bạch, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định khác có liên quan. Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền, ký kết hợp đồng dự án, phối hợp hướng dẫn Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam trong quá trình triển khai thu phí không dừng tại các cảng hàng không, sân bay, đảm bảo đồng bộ, kết nối liên thông.